Bồ Tát vào tam muội tất cả pháp diệt tận này tuy trải qua các kiếp trụ như thế mà thân không tan rã, không gầy ốm, không biến đổi, chẳng thấy, chẳng không thấy, không diệt, không hoại, không mệt, không lười, không thể kiệt tận. Tuy đối với có không đều vô sở tác mà hay thành tựu các việc của Bồ Tát, đó là luôn không xả lìa tất cả chúng sinh giáo hóa điều phục chưa từng thất thời khiến cho họ tăng trưởng tất cả phật pháp đối với hạnh bồ tát đều được viên mãn vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh thần thông biến hóa không có ngừng nghỉ tí như hình bóng quang minh hiện khắp tất cả mà nơi tam muội vắng lặng chẳng động đó là trí thần thông tam muội vào tất cả pháp diệt tận của đại bồ tát phật tử đại bồ tát trụ tại mười thứ thần thông như vậy tất cả trời người không thể nghĩ bàn tất cả chúng sinh không thể nghĩ bàn tất cả thanh văn tất cả độc giác và tất cả các chúng bồ tát khác như vậy thảy đều không nghĩ bàn thân nghiệp bồ tát này không thể nghĩ bàn lời nghiệp không thể nghĩ bàn ý nghiệp không thể nghĩ bàn tam muội tự tại không thể nghĩ bàn trí huệ cảnh giới không thể nghĩ bàn chỉ có chư phật và các bồ tát khác được thần thông này ngoài ra không ai nói được công đức này tán thán khen ngợi Phật tử, đó là 10 thứ thần thông của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát trụ thần thông này đều đắc được tất cả trí thần thông vô ngại ba đời,